đội trưởng Pau FC, Quang Hải được bao bọc rất tốt. Nguyễn Quang Hải đang bắt đầu hành trình mới tại Pháp. Đến thời điểm này, tiền vệ người Việt Nam đã có 2 trận đấu với Pau FC. Ngay trong trận ra mắt đội bóng mới, Quang Hải đã tỏa sáng với một bàn thắng, một pha kiến tạo, góp công giúp Pau FC đè bẹp Landes 5-0. Đến trận đấu với Toulouse, Quang Hải vào sân từ đầu hiệp 2, nhưng không để lại nhiều dấu ấn vì đối thủ quá mạnh. Ở trận này, Pau FC cũng thua trắng với tỷ số 0-2. Chia sẻ trên tờ La Republic Quy Đề Piazzini, đội trưởng Pau FC Anthony Batist cho biết, Quang Hải đang hòa nhập tốt và hứa hẹn trở thành ngôi sao mới của đội bóng. Anthony Batist nhận xét: ngay cả khi chúng tôi không cùng nói một ngôn ngữ, nhưng qua cử chỉ, nụ cười và ngôn ngữ cơ thể của Quang Hải, tôi thấy cậu ấy đã hòa nhập tốt với đội bóng. Mọi người đều mong muốn Quang Hải chơi tốt và đóng góp cho đội bóng. Mọi chuyện rất khó khăn bởi lẽ cậu ấy phải thay đổi châu lục, văn hóa và môi trường sống. Tuy nhiên, Quang Hải được bao bọc rất tốt, cậu ấy có người phiên dịch riêng, người đã hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc trong những ngày qua. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!